Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, Bộ Giao thông Vận tải đã hứa treo thưởng hậu hĩnh cho các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng ngay tại công trường vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Qua kiểm tra công trường toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước, đại diện của Bộ Giao thông Vận tải đánh giá công tác triển khai thi công có nhiều chuyển biến tích cực nhất là từ tháng 11 năm 2014 cho đến nay. Tính cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2015, trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, thảm nhựa được trải đạt 63% khối lượng. Dự kiến đến Tết Nguyên đán 2015 sẽ thảm nhựa xong khoảng 390 km, ước đạt 70% khối lượng. Tuy nhiên, để tiến độ tổng thể từ nay cho đến 30 tháng 5 năm 2015 cơ bản hoàn thành toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, các nhà đầu tư phải hết sức chủ động hơn nữa. Việc thi công sẽ diễn ra xuyên Tết, không để kết thúc dự án sau mùa mưa 2015. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phải hoàn thành từ 70 đến 80% thảm bê tông nhựa lớp 1 và 30% thảm lớp 2 trước Tết Nguyên đán. Nếu đến Tết, nhà thầu nào thảm nhựa lớp 1 được 100% sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư khen thưởng ngay tại công trường.